Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Kim Động khóa 20 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đề ra nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn bởi tình hình biến động địa chính trị thế giới và tác động hậu COVID-19, tình hình kinh tế xã hội huyện Kim Động vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng đạt 9,58%. Giá trị thu nhập bình quân trên 1 hectare đất canh tác đạt 220 triệu đồng một năm. Thu ngân sách đạt trên 805,18 tỷ đồng. Công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm 90% trong cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới là 1,74%. Tạo việc làm mới cho gần 2.500 lao động. Công tác xây dựng chính quyền được đẩy mạnh, an ninh trật tự được giữ vững. Năm 2023, huyện đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ để tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, tiếp tục xây dựng những mô hình nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, tập trung triển khai các dự án trọng điểm, khai thác tốt nguồn thu, thực hiện kịp thời chính sách an sinh xã hội, cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả huyện Kim Động đạt được trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, thì cái tăng trưởng như thế Đảng bộ, chính quyền huyện Kim Động cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và tổ chức bộ máy chính quyền, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống nhân dân. Hoàn thiện được các hạ tầng cơ sở cho nông thôn, đồng thời là phải tập trung để đổi mới sản xuất của người dân, để nâng cao cái thu nhập của người dân lên. Thì đấy mới là mục tiêu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc phát triển, tăng cường cái quản lý nguồn thu, thu đúng thu đủ. Làm sao nuôi dưỡng nguồn thu? Nuôi dưỡng nguồn thu ở đây thì chúng ta phải tạo được các doanh nghiệp phát triển, doanh nghiệp đầu tư đều vào. Hai là thay đổi cái mô hình sản xuất trên mặt đất. Cái nữa là tăng cường cái công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện ngay cái giải ngân vốn đầu tư công. Các biện pháp chúng ta phải thực hiện ngay. Vì đây là một nguồn kích thích cho tăng trưởng và cho phát triển. Đảng bộ và chính quyền nhân dân huyện Kim Động là phải thực hiện tập trung ủng hộ cho việc giải phóng mặt bằng. Các dự án khu cụm công nghiệp, đồng thời các dự án công ích của nhà nước. Nghĩa là nói là dự án là trong ngân sách thì chúng ta phải đầu tư, và đồng thời nó dự án ngoài ngân sách, nghĩa là gì? Mặt bằng cho khu cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Nếu chúng ta giải phóng mặt bằng nhanh thì nhà đầu tư sẽ nhanh. Đồng thời, đồng chí yêu cầu huyện Kim Động cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết Nguyên đán năm 2023.